Review bữa sáng 13.000 của bộ đội, chàng trai nhận về gần 10 triệu view. Mới đây một anh nuôi bộ đội đã review cho cộng đồng mạng về một trong những bữa ăn sáng đơn giản của bộ đội. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, lại còn sạch sẽ, tươi sống, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như là mì gói, giá đỗ, hành lá, thịt băm, cà chua và một quả trứng vịt lộn, sau khi qua bàn tay đứng bếp điêu luyện của anh đã cho ra một bát mì nóng hổi, thơm nức mũi, khói bốc nghi ngút nhưng chỉ có giá vỏn vẹn khoảng 13.000 đồng. Sau khi trứng và giá đỗ chín, mình sẽ chia ra tomato. Chia xong thì mình trần qua mì. Lát nữa bộ đội xuống chỉ chan nước là ăn được luôn, đỡ phải tốn thời gian chờ mì chín. Để thêm phần ngon miệng hơn thì mình sẽ cho vào đây một chút hành lá cho thơm và cắt vài lát chanh để ngoài. Ai ăn sẽ bắt vào sau. Khi nào bộ đội xuống ăn thì mình sẽ chan nước dùng cà chua, thịt băm vào bát để bê ra ngoài bàn ăn, chứ không chan trước, mì sẽ bị nhũn. Đó, vậy là mình đã xong bữa sáng 13.000 đồng cho bộ đội. Các bạn thấy suất ăn như này có đủ tiêu chuẩn và có ngon không? Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi trầm trồ trước khả năng chi tiêu cũng như tài nấu nướng xuất sắc của anh bộ đội. Không ít người mới nhìn qua đã cho rằng bát mì phải có giá thấp nhất cũng phải 20.000, có người còn cho là 30.000. Được biết anh chàng đầu bếp trong đoạn clip trên chính là Lê Anh Nuôi, một chủ kênh chuyên nấu ăn cho bộ đội trên các nền tảng mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.